vết sẹo tình thân. Đây là một câu chuyện có thật của người cha George Mason và cậu con trai 8 tuổi Gario Mason, sống tại tiểu bang Kansas, Mỹ. Rất tiếc, chúng tôi phải thông báo cho gia đình một tin xấu. Tin xấu? Ôi, có chuyện gì vậy thưa bác sĩ? Bác sĩ, con trai của chúng tôi sao rồi? Gadrion bé nhỏ của tôi thế nào rồi? Gadrion có một khối u ác tính ở trong não. Chúng tôi buộc phải tiến hành phẫu thuật não càng sớm càng tốt để giữ lại tính mạng cho cậu bé. Khối u ác tính? Phẫu thuật não? Không! Gadrion của tôi! Gadrion bé nhỏ của tôi! Vậy, tỷ lệ thành công của ca mổ là bao nhiêu? Ca mổ sẽ thành công chứ? Chúng tôi cầu xin các bác sĩ, hãy cứu lấy Gadrion bé nhỏ của tôi. Rất tiếc, tỷ lệ thành công chỉ là 50% thôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng mà gia đình cũng nên chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất. Trời ơi, con tôi, con trai tôi. Không sao đâu, Gadrion của chúng ta sẽ không sao đâu. Bác sĩ, thế nào rồi? Gadrion con tôi, con trai tôi sao rồi? Chúc mừng gia đình, ca mổ đã thành công tốt đẹp. Chúng tôi đã không phụ sự kỳ vọng của gia đình. Cảm ơn, rất cảm ơn các bác sĩ. Chào buổi sáng, con trai. Hôm nay con muốn ăn gì nào? Thôi nào con trai, mọi việc tồi tệ đã qua hết rồi. Con hãy vui vẻ lên và con sẽ vượt qua được mọi chuyện. Cố lên nào, chàng trai. Không, ba, con sẽ không thể nào vui vẻ nổi. Nếu như cái này vẫn còn, nó thật là xấu xí. Nó là nỗi ác mộng của con. Nó sẽ không bao giờ biến mất được. Có sao đâu con trai, bà thấy nó rất đẹp mà. Không, bà làm sao hiểu được cảm giác của con bây giờ. Con còn không dám ra khỏi nhà. Con nghĩ nếu mọi người thấy được vết sẹo của con, họ sẽ chỉ trỏ, họ sẽ cười nhạo con. Con không muốn như vậy đâu. Không sao, không sao đâu con trai à. Sẽ không ai cười con cả. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi. Em à, Gadrion có dấu hiệu bị trầm cảm. Thằng bé rất tự ti vì vết sẹo dài trên đầu mình. Tóc của thằng bé chưa thể mọc được do ảnh hưởng của đợt xạ trị kéo dài. Vì thế nên vết sẹo của nó không thể giấu đi được. Đã gần một năm trôi qua rồi từ khi ca mổ thành công, nhưng thằng bé vẫn chưa dám ra ngoài. Lúc điều trị trong viện cũng vậy, và bây giờ khi về nhà cũng vậy. Chúng ta phải làm gì đó để giúp con mình. Nhưng chúng ta phải làm gì bây giờ? Tổn thương tâm lý của thằng bé là rất nghiêm trọng. Con trai. Ba. Ơ, tóc của ba đâu rồi? Ba đã cạo trọc rồi. Từ nay, đây là kiểu đầu mới của ba. Con nhìn đây nữa này, con trai. Ba, sao ba lại xăm cái hình vết sẹo khủng khiếp kia trên đầu của mình vậy? Ồ không đâu, đối với ba, hình xăm này rất đẹp và ý nghĩa đó. Vết sẹo này là minh chứng cho việc con trai bé nhỏ của ba đã dũng cảm đối mặt với bệnh tật và chiến thắng nó như thế nào. Ba muốn cho mọi người thấy Gadrio bé nhỏ của ba đã lớn rồi. Từ nay ba sẽ ở bên con, sẽ ra ngoài cùng với con. Con sẽ không phải tự ti, không phải lạc lõng với vết sẹo này nữa, vì ba cũng có vết sẹo giống hệt như con vậy. Nếu mọi người muốn nhìn, họ sẽ nhìn cả hai ba con mình. Nếu như họ cười, ba con mình sẽ mặc kệ họ. Ba! Thế nào? Bây giờ con còn thấy kinh sợ vết sẹo này không? Còn thấy nó xấu xí không hả? Dạ không ạ. Tuyệt! Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài đường đi dạo nha. Dạ. Chú thỏ xám. La la la.
la 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 la. Nhìn kìa, những củ cà rốt nhìn ngon quá. Ở quanh đây không có ai sinh sống, chắc là cà rốt mọc hoang ở đây thôi. Thế thì hay quá, chúng ta phải mau mau trở về nhà thôi. Chà, có bằng này cà rốt tha hồ ăn uống, vui chơi thoải mái mà không lo đói trong cả một thời gian dài. Thích quá. La 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 la, la 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 la, mùa xuân thật là đẹp biết bao. Ô kìa, sóc con, cậu đang làm gì đấy? Tớ đang cuốc đất trồng cây. Trồng làm gì chứ? Ở nhà đã có cả kho cà rốt rồi mà. Thôi, bỏ đấy đi, đi chơi với mình nào sóc ơi. Tớ đang làm dở tay mà. Cậu thật là ngốc, mùa xuân đẹp thế, phải tranh thủ đi chơi đi chứ. Kẻo sang mùa hạ thì tiếc lắm, làm gì có hoa thơm cỏ lạ mà thưởng ngoạn chứ. Tớ cũng muốn lắm, nhưng mà phải trồng cây, để mai này có thức ăn mà ăn chứ. Đống cà rốt ở nhà chắc chỉ qua được hết mùa xuân. Trời ơi, cậu cứ ăn bữa nay lo bữa mai thế thì khổ lắm. Thôi tớ đi đây. Dây trắng ơi, cậu đang làm gì vậy? Cậu thấy đấy, tớ đang cuốc đất gieo hạt. Chán thế, đi chơi mà ai cũng bận rộn cả, chả ai rảnh để chơi với mình hết. Ủa, cậu không phải làm gì sao? Cậu thấy đấy, tớ vẫn còn nhiều thức ăn dự trữ lắm mà, còn lâu mới hết. Không chủ quan thế được đâu cậu ơi, phải phòng bị lúc nắng mưa, ốm yếu nữa chứ. Tớ chỉ chơi nốt mùa xuân thôi, đợi qua mùa xuân tớ trồng cây vẫn kịp mà. Thôi, cậu đang bận, tớ đi chỗ khác chơi đây. Mùa xuân cũng đã hết rồi, có lẽ ta phải bắt tay vào làm việc và kiếm thức ăn dự trữ thôi. Nhất định là ngày mai, à không, lát nữa mình sẽ ra ngoài thăm thú xem sao. Thôi chết, lại mưa thế này. Đắng quá, chúng bị thối mất rồi còn đâu. Đói quá, mưa dầm dề thế này thì mình biết đi đâu kiếm cái ăn bây giờ. Mình phải đành ra ngoài kiếm thức ăn thôi, chứ ở nhà thì chết đói mất. Ôi Thỏ, mưa gió tầm tã thế, cậu đi đâu vậy? Mình đi tìm thức ăn, đói quá. Ồ, may quá, mình và Sóc hẹn nhau mở tiệc vì mới thu hoạch được cây trái. Cậu vào đây ăn tiệc với chúng tớ luôn đi. Mình... Này Thỏ, cậu vào đi. Nếu lúc trước tớ nghe lời các cậu, biết lo xa, chăm chỉ trồng trọt thì bây giờ... Bạn hiểu được vậy là tốt rồi. Thôi cứ ở tạm đây đi. Nhà mình và Sóc đã dự trữ được kha khá thức ăn cho đợt mưa dài ngày. Đợi tạnh mưa, chúng ta lại bắt đầu vụ mùa mới nhé. Cảm ơn các bạn nha. Vớt bớt đặc biệt. Chúc mừng anh, là một bé gái rất tháo khỉnh, anh có thể vào với hai mẹ con được rồi. Vâng, cảm ơn cô. Em ơi, con của chúng ta có một vết bớt màu đỏ. Thật sao? Đó chắc hẳn là sự đánh dấu một thiên thần đặc biệt.
Đúng vậy, thiên thần đặc biệt của chúng ta. Con gái, đi chợ cùng mẹ nào. Vâng ạ. Mẹ ơi, quả bóng ở đâu nè? Ồ, đó là bóng của bạn Nam đó. Chúng ta mang tới trả cho bạn ấy nhé. Vâng ạ. Bóng của cậu này. Mẹ ơi, tay của cậu ấy sao lại như vậy ạ? Nam, cậu sao thế? Bóng của cậu này. Không, không, đừng lại gần tớ. Ơ kìa, Nam. Xin lỗi chị nha, tôi vào với thằng bé đã. Mẹ ơi, sao bạn ấy lại sợ con? Sao không chơi với con vậy? À, có lẽ bạn ấy thấy bối rối khi gặp một cô bé xinh đẹp như con thôi. Xinh đẹp như con ư? Các cậu ơi, tớ chơi với. Không, không, chúng tớ không chơi với cậu đâu. Tai cậu rất đáng sợ. Tai cậu sao lại có vệt màu đáng sợ thế kia? Nó có lây không vậy? Chị ơi, về nhà thôi con. Có chuyện gì vậy con? Bớt, bớt, bớt. Không ai muốn lại gần con cả. Không sao, không sao đâu con. Chúng tôi muốn xăm hình. Vâng, anh chị muốn xăm hình gì? Chúng tôi muốn xăm hình vết bớt này lên đúng vị trí này ở bàn tay. Tại sao anh chị không xăm hình gì khác mà lại là vết bớt này? Nó thực sự trông rất xấu thưa anh chị. Chỉ đơn giản là chúng tôi muốn có một vết bớt thật đặc biệt. Ba mẹ đã về rồi đây. Con gái, con xem này. Ôi, vết bớt màu đỏ, nó giống tay con nè. Sao ba mẹ lại có nó? Chẳng phải nó rất xấu sao? Sao lại xấu chứ, con gái? Ba mẹ thấy nó thật đặc biệt. Và bây giờ nó còn đặc biệt hơn nữa khi cả gia đình mình đều mang nó. Ba, mẹ và con, chúng ta đã giống nhau ở điều đặc biệt nhất. Con sẽ không bao giờ cảm thấy mình khác biệt hay cô đơn một mình trong thế giới này nữa. Đúng là rất đặc biệt. Nếu các bạn có hỏi, con hãy nói với các bạn rằng đó là dấu vết tình yêu của gia đình ta. Các bạn ơi, tớ có bí mật này muốn kể cho các bạn. Bí mật gì cơ? Đây là vết bớt tình yêu của gia đình tớ. Cả gia đình tớ ai cũng có. Bởi vì cả nhà tớ rất yêu thương nhau. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.